Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu với các bác một dòng đẩy mới. Dòng đẩy này thì trong các buổi livestream trước thì em có thông báo với các bác rồi. Sản phẩm mới của MX Audio, mã là LA450. Có ghi rõ công suất đấy nhé các bác nhé. Power 450W x 2 kênh, điện 220, giải tần 50-60Hz và Made in China rồi các bác. Tất cả bây giờ là hàng China hết rồi. Đây em có bóc hộp nguyên thùng nguyên tai các bác nhé. Bóc hàng để giới thiệu tới các bác hàng chất lượng của MX Audio. MX Audio thì nó rất nhiều các mã sản phẩm rồi. LA650 với 650W, LA850 với 850W và đẩy 4 kênh nữa. Đấy, bên trong của nó là hai lớp thùng các bác nhá. Sách này. Đấy, và đây bên trong của nó được bọc là rất là chắc chắn và cẩn thận. MX Audio với dòng 4 kênh thì em có F7408 và D4650. Rất nhiều mã các bác nhá. Tất cả các sản phẩm chất lượng này thì được các bác dùng là rất nhiều rồi. Cho lên và đánh thử. MX Audio. Đấy, các bác có thể nhìn. Ở bên dưới là con LA650 các bác nhá. LA650 dòng công suất cao hơn. 600W. Con này là 450W thì với 450W các bác có thể đánh được một đôi bát 30 hoặc là hai đôi bát 25 các bác nhá. Đánh thoải mái cho gia đình mình luôn. Đấy, bật nguồn luôn. Với công suất này thì nó sẽ là công suất nhỏ hơn để phù hợp với gia đình các bác có gia đình nhỏ. Nhà nhỏ thì các bác sẽ đánh với công suất này nó sẽ thoải mái hơn. Sẽ test thử nhà cho các bác nhá. Thử nhạc trực tiếp thôi, nhạc vào đẩy và đẩy ra loa luôn. Loa đem dùng KT12. Đây, nhạc trực tiếp vào đẩy luôn các bác nhé. Đẩy ra luôn, chứ không cần phải qua thiết bị xử lý đâu cả. Đánh trực tiếp. Các bác đánh có thể thoải mái rồi. Gia đình phòng diện tích nhỏ. Đây là các mẫu sản phẩm của MX các bác nhé. Cao hơn thì có LA650, 4 kênh thì có F7408. Và tất cả đều được khắc laser hết các bác nhé. Khắc laser hết, rất đẹp luôn. Tất cả các mã thì trên nó đẩy 2 kênh thì còn có LA850 nữa, với công suất 850W. Đang đánh thử đây các bác. Đang mở nội thất để cho các bác xem nội thất của nó như thế nào. Mở được nội thất được các bác nhé. Mở nội thất cho các bác xem. Đây là nội thất bên trong của nó. Sử dụng một nguồn đây các bác này. Nguồn xuyến tròn luôn. Tụ là tụ tông đa các bác nhé. Tụ tông đa chỉ số là 15.000 mW và 50V. Đây là bo công suất, bo sò của nó đây các bác. Và sử dụng vẫn sử dụng hai vỉ mạch nâng tiếng này các bác nhé. Bên phải một cái và bên trái một cái. Sử dụng vỉ mạch nâng tiếng. Sử dụng là 4 tụ các bác nhé. Và sử dụng tất cả nó là cầu trì bột. Cái cầu trì bột này thì khi mà nó bị lổ thì nó sẽ không bị vỡ vụn ra. Rất là an toàn các bác nhé. Sử dụng các cái khớp nối các bác này. Dây nối rất là chắc chắn và rất là gọn gàng. Đấy, hàng chất lượng các bác nhé. Hàng chất lượng nó khác hẳn luôn. Bác có thể nhìn các cái mối đầu này nó có thể cắt được rất khít luôn. Đấy, làm chất lượng nó hoàn thiện rất là tốt luôn các bác nhé. Đấy, đây là về bên trong nội thất của nó. Sử dụng hai quạt tản nhiệt, trên một cái và dưới một cái. Sử dụng hai quạt tản nhiệt luôn. Thì cái mạch công suất này của nó thì nó như là của LA650 và LA850. Tuy rằng sò nó sẽ ít hơn và công suất nó sẽ nhỏ hơn các bác nhé. Với giá hiện tại em đang bán là 3.700.000 đồng, chưa cùng bao ship các bác nhé. LA450 3.700.000, LA650 là 4.300.000 và LA850 là 5.000.000. Đấy, các bác có thể thấy tất cả đều được các cái mối cắm này đều được gắn keo hết các bác này, đều được gắn keo. Tất cả linh kiện là linh kiện dán hết.
nên các bác yên tâm về chất lượng sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể nhìn qua nội thất của nó một lần nữa. Sử dụng 4 tụ lọc nguồn và một biến áp nguồn đây. LA650. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên dưới giúp em nhé. Giá em đang bán là 3,7 triệu các bác nhé, chưa gồm bao ship. Xin chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video clip lần sau ạ.